Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Sở nội vụ, Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2020. Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2020. Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thực hiện đạo pháp với dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đơn vị bày tỏ sự cảm ơn và gửi lời chúc mừng Xuân Tân Sửu 2021 đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng như toàn thể tăng ni Phật tử trên địa bàn mong muốn trong năm 2021, Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục đồng hành với tỉnh trong việc vận động, hướng dẫn các tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại các đơn vị, Ban dân vận tỉnh ủy, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Công an thành phố Thái Nguyên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên gửi lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tỉnh Thái Nguyên cùng với các cơ quan, ban ngành sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Lãnh đạo các đơn vị cảm ơn những tình cảm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tăng ni Phật tử, đồng thời khẳng định tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị luôn tạo điều kiện cho hoạt động của Phật giáo nói riêng cũng như các tôn giáo nói chung, từ đó tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Nhân dịp này, lãnh đạo các cơ quan đơn vị cũng gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng toàn thể tăng ni và Phật tử trên địa bàn.